con rất thích chùa Giác Ngộ, tại vì con thường tham gia mấy cái khóa tu của chùa, cho nên là giống như bữa nay con thấy như là cái chúng con chưa làm được gì cho chùa hết, cho nên là con thấy một cái bài để như là một quà tặng cho mọi người hôm nay, cũng như là một phần nào đó cảm ơn chùa đã dạy con trong thời gian qua. Sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan Âm Bồ Tát hiểu viên thông 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan Âm sáng ngời cứu người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quan Âm tay cầm bình nước cam lồ, tay cầm nhánh liễu thanh nhàn, rơi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Dưới tòa sen vàng hương trầm tỏa ngát nhân gian, lại Phật Quan Âm dìu con qua bên bề đời, cho con được sống đời an vui, cho con được sống đời xinh tươi. Quan Âm cứu khổ, Quan Âm cứu nạn, đời con rạng sen vàng con quỳ lại Bồ Tát.